Đây là buổi phát thanh xã Hiệp Hưng, bà con và các bạn thân mến. Đầu năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Melinda Gates tài trợ, tổng kinh phí lên tới 50 triệu đô trong thời gian 5 năm từ năm 2011 cho đến năm 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 113/TTG-QHQT về việc tiếp nhận triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Gates và Melinda Gates tài trợ, được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Vietnam Post và các đơn vị liên quan đến